Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 18 vừa được diễn ra tối ngày 12 tháng 11 tại tỉnh Sóc Trăng. Lào Cai có hai cá nhân được vinh danh tại chương trình này. Giải thưởng năm nay vinh danh 42 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến sáng tạo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tỉnh Lào Cai có hai gương mặt trẻ xuất sắc được xét chọn là anh An Văn Tuấn, sinh năm 1991, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Thế Tuấn, thôn Bẻ Hai, xã Trường Ken, huyện Văn Bàn, và chị Hoàng Thị Hoàn, sinh năm 1991, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã Bưởi Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Trải qua 18 năm tổ chức, giải thưởng Lương Đình Của đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quốc, góp phần từng bước nâng cao uy tín giải thưởng.